Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Rõ ràng mặt ấy, mặt này chớ ai. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, đầu xuân, rộn ràng dư luận xã hội là tin hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham nhũng. Đó là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Cả hai đều là cựu bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cựu phó ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyện bắt bớ vẫn cứ đều đều diễn ra trong hàng ngũ quan chức Cộng sản là chuyện không còn mới. Hẳn nhiên từ lâu, người dân đã hiểu ra một điều là trong cái gọi là chống tham nhũng mà Cộng sản đưa ra mấy chục năm qua, thì các đối tượng được nhắm đến đều là những phe nhóm thất thế. Còn những đối tượng thuộc phe thắng thế trong đảng thì dù có đâm vỡ trời, đụng thủng quả đất thì tất cả cũng chỉ là con mũi. Trong cuộc thanh trừng phe nhóm mạo danh là chống tham nhũng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, những nhân vật thuộc phe đối nghịch của Nguyễn Phú Trọng đã và đang vào vòng ngắm, chỉ còn chờ cơ hội là nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Phú Trọng vào lò. Cũng chưa bao giờ trong lịch sử từ khi mà cướp chính quyền năm 1945 đến nay, cuộc chiến nội bộ Cộng sản Việt Nam khốc liệt đến như thế. Điều này chỉ có thể giải thích rằng khi đã đi đến bước đường cùng thì đồng chí cũng trở thành con mồi. Chuyện Cộng sản độc tài đi đôi với là tham nhũng và sự tàn bạo độc ác với chính người dân, chính đồng loại của mình là điều xưa nay đã được chứng minh rất rõ nét ở nhiều đất nước, nhiều thời kỳ. Riêng ở Việt Nam, hệ thống tuyên truyền đồ sộ bất chấp mọi sự liêm sĩ và những sự thật hiển nhiên vẫn luôn luôn ra rã rằng đảng ta là đạo đức, là văn minh là độc lập, là hạnh phúc, hòa bình, ấm no vân vân. Họ nói liên tục, không ngưng nghỉ. Họ nói bất chấp sự phản đối, bất chấp mọi thực tế diễn ra ngay trước mắt. Có ai đó nêu lên lý thuyết rằng sự dối trá khi được lặp đi lặp lại đến một ngàn lần sẽ trở thành sự thật. thì lý thuyết đó đã hoàn toàn thành công ở tại chế độ cộng sản Việt Nam. Thế cho nên chuyện hệ thống tuyên truyền của cộng sản luôn lấp liếm và che đậy bằng mọi cách bản chất cướp bóc, bạo lực và dối trá của mình đã phần nào thành công đối với lại lớp người ít tìm hiểu, kém quan sát và không có tư duy độc lập trong suy nghĩ. Thế nhưng, hai nhân vật vừa bị bắt đã để lại không chỉ là việc nêu rõ bản chất của quan chức Cộng sản lo vinh thân phì gia, chỉ lo cho hạnh phúc của cá nhân mình, nhưng lại leo lẻo tụng niệm những câu như là kinh thánh của Mark rằng chỉ có loài lan sói mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ da của mình. Việc bắt bớ hai nhân vật là hai bộ trưởng thông tin và truyền thông, nghĩa là bộ phục vụ đảng độc tài về mặt truyền thông và thông tin. Và chính hai nhân vật này là nhân vật đã từng nắm quyền xin quyền xác về những điều mà người dân được nghe, được tiếp cận và những điều người dân bị cấm dù vô lý, dù vi phạm quyền con người. Và cũng chính hai nhân vật này là chủ chốt của những bộ luật cấm đoán về tiếp cận thông tin, về an ninh mạng và chính đây cũng là những nhân vật cầm đầu bộ phận gọi là cung cấp thông tin và giám định sản phẩm thông tin cho công an nhằm đẩy những người yêu nước, những người cất tiếng nói cho lẽ phải, cho đất nước phải vào tù. Tội lỗi đối với lại người dân là vậy, nhưng đó lại là những thành tích dân công cho đảng mà không hề hẳn gì. Và ngược lại, lại được khen thưởng và giao những trọng trách lớn trong hệ thống cộng sản. Ở đây cả hai bị bắt chỉ vì phi vụ làm ăn, chia chác, đút túi đến hàng ngàn tỷ đồng qua một thương vụ mua bán kỳ lạ nhất, hiếm thấy nhất trong đời sống xã hội loài người. Chính sự tham lam đó đã đẩy hai nhân vật này vào tù bởi chính đồng đội, đồng chí của họ đang tìm cách moi móc triệt hạ lẫn nhau. Điều oái oăm nhất ở đây là cả hai đều là phó ban tuyên giáo trung ương, mà cái ban này thì xưa nay đúng như là dân gian đã đúc kết rằng chỉ có ăn tục nói phép là chính. Với tư cách là phó ban tuyên giáo trung ương, những nhân vật này là những nhân vật tiến tâm lừng lẫy, được giao những trọng trách to lớn là ổn định tinh thần, tư tưởng của quần chúng nhân dân, bịt mắt bịt tai người dân, dẫn họ đi theo con đường của đảng, dẫu có phải xuống hố hoặc là phải liều mạng vân vân, chẳng sao, miễn là đảng tồn tại và ngư trị trên đầu trên cổ của nhân dân. Nguyễn Bắc Sơn, nhân vật đã từng rao giảng đủ mọi hình thức, khua môi múa mép về đạo đức Hồ Chí Minh, về tư tưởng chính trị, về tư cách cán bộ v.v. Và điều hài hước nhất đối với là nhân vật này là sự sùng bái Hồ Chí Minh đến mức bệnh hoạn. Son sùng bái bằng nhiều hình thức. Hàng năm, Son bắt cả cơ quan, bộ do mình phụ trách đến lăng của Hồ Chí Minh để viếng. Chưa đủ, còn bắt phải lặn lội lên tận đỉnh núi Ba Vì nơi chôn nội tại của Hồ Chí Minh và lập đền thờ ở đó để báo công nhiệm kỳ. Rồi mang đúc tượng, tạc tượng vân vân đã khiến cho son trở thành hiện tượng lộng giả thành chân Cho đến khi người ta tìm ra nguyên nhân, chỉ vì ngày xưa anh ta bắt đầu sự nghiệp bằng chính cái nghề làm lính gác lăng Hồ Chí Minh là đi lên. Còn Trương Minh Tuấn, anh ta xuất thân từ một tay điếu đóm trong quyền Bắc Son được tin dùng mà đi lên. Với chân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, anh ta hăng tiếc vịt, lập công với đảng bằng mọi cách, kể cả những cách nhẫn tâm nhất là lừa bịp cả cộng đồng dân tộc như là vụ Phomosa. Bằng quyền lực của mình, anh ta bịt miệng báo chí không được nói đến những thảm họa biển mà Phomosa đã gây ra, và thậm chí độc ác hơn. Anh ta còn dẫn đầu đám báo chí về tận vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh để ăn cá nhiễm độc, để tắm biển nhiễm độc, làm mồi cho người dân cứ vậy tiêu hóa chất độc vào mình. Bất chấp sự tồn vong tính mạng của họ và sự suy vong của giống nòi. Với chức vụ phó ban tuyên giáo, anh ta không ngớt lời tung hô giảng dạy về đạo đức tư tưởng của Hồ Chí Minh. Một thứ sản phẩm tưởng tượng và bịa đặt của Cộng sản Việt Nam trong sự hốt hoảng vì khủng hoảng về tư tưởng, đường lối của mình. Không dẫn chỉ giảng dạy, giáo huấn, anh ta còn xuất bản cuốn sách gọi là Phòng chống, tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng của cán bộ đảng viên cứ tưởng rằng những nhân vật ấy phải là những tấm gương mẫu mực, trí công vô tư, làm đầy tớ tận tụy, trung thành, phục vụ nhân dân đến cùng của Cộng sản. Thế nhưng, dù lợi dụng chức vụ có hệ thống bao che, thì vụ việc cũng bị vỡ lỡ ra khi mà cùng nhau bỏ ra số tiền lên đến 8.890 tỷ đồng, và hẳn nhiên là tiền của nhà nước, để mua một công ty với giá trị còn lại của tài sản cố định là 208 tỷ đồng. Và công ty đó từ khi ra đời cho đến khi được mua lại, chưa có một năm nào công ty này có lãi. Điều đặc biệt là cả hai đều có bằng tiến sĩ kinh tế và dù có đóng dấu mật nhằm che đầy vụ tham nhũng này, thì khi mà phe phái bất đồng, chẳng có điều gì không bị lôi ra. Thế rồi, đến khi bị bắt thì những sản phẩm ca ngợi, rao giảng về cái gọi là đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, không đủ sức để làm lá bùa, để che lấp hết những tội lỗi quá lớn của mình, thì cả hai bị rớt mặt nạ và những sản phẩm rao giảng kia còn đó như là thách thức và trêu ngươi đảng Cộng sản trước sự khó khăn của bằng tuyên giáo khi mà liên hệ giữa lời nói và thực hành của người Cộng sản. Trước tình trạng này, người ta nhớ đến tâm trạng sở khanh khi bị nàng kiều vạch mặt. Còn tiên tích việc ở tay, rõ ràng mặt ấy, mặt này chở ai. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Rõ ràng mặt ấy, mặt này chở ai bài viết do j Nguyễn Hữu Vinh biên soạn quang truyền trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới xin kính chào.